Dạng vật giống vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời vậy đó quý vị ạ. Khi thì hợp, khi thì tan, để lại cho ta khổ đau, nuối tiếc và kinh hãi, chứ không phải là chuyện thường đâu. Còn sau chuỗi thời gian thì nó cứ âm thầm tích tắc lặng lẽ trôi qua, nó cướp mất hết của chúng ta thời gian từ tuổi trẻ tới tuổi già, rồi bệnh rồi chết rồi lết vô hờn đem theo tội phước mà nào đâu hay biết quý vị. Thầy nói ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang, không bao giờ trở lại được. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lấp rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyển thì tử thần sửa soạn kéo dài quan. Khi mình biết thế gian này là giả tạm thì chuẩn bị vô hòm rồi, mà phải vô hòm mà né tránh được đâu. Thầy nói kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xưng dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, mà nhiều khi dùng dãy khóc phát cười. Tuần đời chút vót cho sông tiếng, mà cuộc thế trao dồi mượn tất hơn. Ở thế gian này tôi nói giàu cho mấy, đẹp cho mấy, sang cho mấy, mà có tất hơi từ đây lên đây mượn đó quý vị à. Mình thở ra là trả, mà hít vô là mượn, mà hơi thở này đây mới thoát ra, hít vào không đặng xong, hay là mạng dông, bỏ lại hết trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn cả cô bác và anh chị em đồng đạo, những vị kính mến. Hôm nay tức là ngày 14 tháng 5, cũng là ngày chánh lễ kỷ niệm cho ngoại tổ của anh chị Tám Nga. Nhận được lời mời thăm tình cũng như hay tin, toàn cả chư đồng đạo chúng ta đồng trở về đây để cùng gia đình trở duyên trong cái tinh thần hiếu đạo mà Đức Thầy đã chỉ dạy: hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên thiên đàng. Hay là mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi, báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơm quải mới là, có chi cúng nấy. Vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay, kính thưa quý vị. Thì đồng đạo chúng ta tài trụ trở về đây, nhưng mà thời gian cúng thì chưa đến, cho nên cái thì giờ đã dính để trao đổi đôi nét Phật pháp. Cái thứ nhất là nhằm trợ duyên cho mỗi đồng đạo chúng ta hiểu biết rõ ràng chung ý, nghĩa là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Và cái thứ hai nữa là đem cái công đức phước lành trong cái cuộc trao đổi để hồng hướng cho dân linh người quá giảng trong ngày kỷ niệm. Thì sứ ngôn cho biết thì bốn giảng viên, cho nên mỗi người là 40 phút. Thì bảy siêu sẽ gặp cô bác anh chị em 40 phút. Thì quý vị cũng biết rồi, tôi nói chuyện thì nói dài dài, mà nói cục cục cái tôi cũng không biết nói gì. Thôi bây giờ tôi cũng không dám đưa ra cái đề, mình nói nhiều chừng nào sứ ngôn nói hết giờ thì tôi đi xuống nha. Kính thưa toàn cả chư quý vị, chúng ta có cái xác thân và có mặt trên cõi đời này, tất cả đều vô thường hết quý vị, vô thường hết. Không những cái thân này vô thường, mà của cái xâm la dạng tượng đều vô thường hết quý vị. Muôn loài dạng vật trên thế gian đều biến hình biến dạng, thay đổi theo không gian và thời gian, thân ta cũng vậy. Vì vậy mà quý vị thấy ở trong cuộc đời này đó, có nhiều người hạnh phúc đó, rồi lại đau khổ đó, rồi có người đau khổ đó thì lại hạnh phúc đó. Nó vận chuyển theo tất cả các nhân tố mà chúng ta tạo quý vị. Nếu nhân xấu chúng ta tạo là nhân tốt thì chúng ta an vui, và nếu cái nhân tốt mà chúng ta tạo nhân xấu thì chúng ta khổ, thì không có gì lạ. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu là tạo đủ các duyên. Tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh là khổ liền theo sau đó quý vị. Nghĩa là chúng ta tạo cái nhân xấu là cái khổ nó tới liền tại chỗ. Và cái bài pháp thứ hai Phật nói: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Tức là chúng ta thay đổi lại là nó vui liền quý vị. Vì vậy mà Đức Phật nói ở trên thế gian này có bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất đó là từ khổ đi vào cái chốn khổ. Cái hạng người thứ hai tức là từ cái khổ mà đi vào cái chốn vui. Và hạng người thứ ba là từ cái chỗ vui đi vào chỗ khổ. Và hạng người thứ tư là từ cái chỗ vui đi ra cái chỗ vui.
Và Đức Phật giải thích cái người từ khổ đi tới khổ là từ tiền kiếp họ đã tạo cái nhân xấu rồi. Cái chánh báo của họ đó quý vị à, rất là xấu, bệnh tật, mọi người xem thường, không ai kính trọng hết trơn. Rồi cái y báo nó kèm theo, tức là tất cả các của cải nó đều tệ hơn đúng quý vị. Muốn có một bữa ăn ngon cũng không được, mà muốn có cái nhà lành ở để che mưa che nắng cũng không xong, muốn có một bộ đồ mới cũng không có. Là tại sao vậy? Vì cái hạng người này tiền kiếp họ chưa từng tạo phước gì hết gì. Như vậy mà họ chưa có giác ngộ qua cái cõi đời này, khổ hết sức khổ rồi, nhưng họ tiếp tục tạo thêm cái nghiệp nữa, họ chết rồi họ sẽ khổ cùng cực nữa. Cho nên Phật gọi là từ chỗ khổ đi vào chúng khổ. Thầy dạy nó ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình nó không có hết đâu. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chứ chẳng lọt những người không khác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội quốc đinh ninh phạt cái thưởng, hai đường tỏ rõ cái gì. Vậy là hạng người này từ khổ mà đi vào khổ. Cái hạng người thứ hai Phật nói là từ khổ đi đến cái chỗ vui, biết cái thân mình cùng cực, tiền kiếp ta tạo nghiệp rồi, bây giờ khổ quá, gặp Phật pháp ra đời, giác ngộ tu hành, làm lành lắm dữ, ăn chay niệm Phật, bố thí giúp đời, từ từ cái cuộc sống ổn định, cái phước tăng trưởng, công đức sâu dày, cái người này được hạnh phúc tại thế gian, nhắm mắt sâu rồi hiền lành, nhắm mắt thấy đâu tiên. Quý vị thấy không? Vì vậy cái người này đó Phật cho rằng từ khổ đi chỗ vui. Cái hạng người thứ ba Phật nói từ chỗ vui đi vào chỗ khổ. Cái chỗ này mới đặc biệt nè quý vị. Sanh ra đã giàu là biết mình tiền kiếp có phước, nhưng mà ngạc con cái đâu có biết mình có phước đâu quý vị. Rồi cứ việc ăn chơi trác tán nhậu nghẹt quậy phá không hả? Phải không? Rồi cuối cùng lại họ nghèo họ khổ luôn. Cho nên Phật nói hưởng phước là hết phước. Thấy vậy đó mà giàu cùng cực không tu rồi bắt đầu nó khổ. Mà hết phước rồi đó thì cái người này chết chứ đừng phải đỏ. Phải không quý vị? Ở trên thế gian này đó, tuy rằng tạo tiền tài của cải vật chất nhiều thứ gì, nhưng mà chết đem theo có hai thứ là cái gì đây? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước vẫn còn đúng không? Cái tội phước nó còn, tiền tài của cải vật chất bỏ lại hết trơn. Đâu quý vị thấy không? Cho nên cái người này cuối cùng không tu là chết bị đỏ. Phật nói hạng người này từ vui biết giàu chỗ khổ. Cái hạng người thứ tư là từ vui đi vào vui, sanh ra có phước rồi, nhưng mà họ giác ngộ, họ ý thức qua thân này là vô thường, của cải là thù dân, chỉ tạm giả trong một thời gian mình sống đây thôi. Cho nên họ giác ngộ, họ tu hành, họ tạo phước, thì cái cuộc đời này sống trong cái phước thì an lạc rồi, tạo phước thì thêm phước. Vậy đó mà họ bỏ xác thế gian, họ sanh về cái cảnh lành, có thấp lắm cũng tam thập tam thiên, còn mới về cái cảnh giới của Đức Phật. Phải không quý vị? Cho nên thầy giải rõ rồi, Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghĩa thì càng gây thêm hoài. Tức là con người trên thế gian muôn loài này sanh ra trong cái đất này, mà nếu cái người nào mà có tu đó thì về tiên về Phật, không tu nhất định phải bị đọa, chứ không có gì lạ. Thiên đường bất tri, thiên đường lộ, mà tử hậu đang ly địa ngục môn, sống mà không giác ngộ tu thì chết nhất định phải đọa vào địa ngục. Lam kiều hữu lộ, gánh que ngục môn, không cửa mà hè nhau đi. Nói tới tội thì hắn làm lắm, nhưng mà nói tới phước không dám gì à. Phải không? Cho nên đó, mình nghĩ rằng tiền tài của cải vật chất này là cái gì của mình. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, cái cuộc sống của mình nó ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Thoáng chốc một cái là qua 60 năm rồi. Từ tuổi trẻ cái nó tới tuổi già rồi, làm cho mình không hay không biết. Nó cướp đi cái tuổi thơ của mình. Dạng vật giống vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời vậy đó quý vị ạ. Khi thì hợp, khi thì tan, để lại cho ta khổ đau, nuối tiếc và kinh hãi, chứ không phải là chuyện thường đâu. Còn sau chuỗi thời gian thì nó cứ âm thầm tích tắc, lặng lẽ trôi qua. Nó cướp mất hết của chúng ta thời gian từ tuổi trẻ tới tuổi già, rồi bệnh rồi chết rồi lết vô hờn, đem theo tội phước mà nào đâu hay biết quý vị. Thầy nói ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang, không bao giờ trở lại được. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lấp rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyển, thì tử thần sửa soạn kém vào quan. Khi mình biết thế gian này là giả tạm thì chuẩn bị vô hòm rồi, mà phải vô hòm mà né tránh được đâu. Thầy nói kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xưng dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, mà nhiều khi dùng giấy khóc phá cười. Tuần đời chút khó cho xong tiếng, mà cuộc thế cao dồi ngưỡng thất hơn. Ở thế gian này tôi nói giàu cho mấy, đẹp cho mấy, sang cho mấy, mà có tất hơi từ đây lên đây mượn đó quý vị à. Mình thở ra là trả, mà hít vô là mượn. Mà hơi thở này đây mới thoát ra, hít vào không đặng xong, hay là mạng dâm, bỏ lại hết trơn.
nín thở nằm ngay không cửa quẩy. Xót thương con trẻ khóc đôi lời, đôi lời kể lại nỗi hàng nguyên ma lớn trai to phí lắm tiền, tưởng dậy xác thân đa hạnh phúc mà nào hay hồn vách lắm qua khi. Thầy nói thiên đường siêu thoát thời thông thả mà địa ngục trầm lương ác đạo đi. Nếu mà có tu lên thiên đàng á, siêu thoát mà về cảnh Phật á mới thông thả, mà địa ngục trầm lương là lo tạo nghiệp thì ác đạo điên nên chọn một nơi thanh tịnh ấy. Bây giờ phải rất cần bất diệt mới là yên. Quý vị nghĩ cái người thế gian người ta khổ là do đâu? Là do người ta dính trần. Mà người tu mà còn khổ là do dính trần. Phải buông xả mới được quý vị à. Phải không? Buông ít được ít, buông nhiều được nhiều, buông tất cả được tất cả. Khi người tu chúng ta đắc đạo, sinh ra vạn tượng tam thiên này, thế giới này là của mình hết trơn. Cái người đắc đạo có cái gì mà không có. Phải không? Cho nên sống đó chúng ta quan trọng nhất cái vấn đề tiền bạc gia đình này nọ là tu không có nổi đâu quý vị à. Phải không? Cho nên Đức Phật cái tài sản ngũ gia tuy ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn giai không. Cái tài sản này là của năm nhà, mà cái thân này đó là vốn của bốn chất đất nước gió lửa, mà có cái gì của mình đâu. Con ta tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, con ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Phải không? Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú vậy đó, cái người nói con với tài sản của mình là người ngu. Phải không? Cái của này là năm nhà, của nước cuốn trôi, gìn giữ nhưng mà nước tới nó cũng trôi hết. Của nhà lửa cháy, của nhà giặc cướp, của nhà con vợ phá tán, và nhà xung vào con quỷ. Như vậy thì có một vị thiên tử từ bên cung trời đau lợi, đó dùng thần thông đi qua bên tỉnh Xá Kỳ Hoàng đảnh lễ xong mới hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này có cái của nào mà nó không lọt năm nhà? Đức Phật nó có cái phước. Như vậy thì cái người biết tu phước, biết làm phước, biết tạo phước, thì cái phước đó nó vĩnh viễn trường tồn với mình, nó đi theo mình hoài quý vị. Nó ở kế bên mình hạnh phúc an vui, muốn xài thì lấy ra xài. Mà khi nào nó đi tới mình đó, mình nhắm mắt rồi nó về khỏi trời, nó theo về khỏi trời. Mà cái phước vô lậu đó, nếu nó đúng đi về khỏi Phật, nó theo về khỏi Phật, nó không bao giờ phụ mình. Còn tiền tài của cải vật chất nó đều phụ mình hết trơn, phụ mình hết trơn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta tu tập trên bước đường này, chúng ta phải hiểu rõ cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ, cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Chúng ta lọc được sàng sảy vậy chúng ta mới tu được. Chứ bây giờ đó, có cái thân này, có cái tâm này mà đối diện nhiều hoàn cảnh quá, làm sao tu được vậy? Làm sao tu được? Có cái nhân duyên với Phật Pháp mà mình không lo cố gắng tu hành, rồi tới cái ngày thầy trở về, cái ngày mà đời lặp lại, thì lúc đó mình không đắc đạo giảng sanh, chừng đó nó khổ ơi chứ. Phải không? Chừng nó mới trời ơi đất khởi mang khổ hình thì phải chẳng tu. Tôi nói quý vị nghe, kể quý vị nghe, mình mà nhân duyên gặp được Phật Pháp không phải là chuyện dễ đâu. Vào lúc Đức Phật mà 49 năm thuyết Pháp nhập Niết Bàn 20 năm, thì sau đó có một vị A-La-Hán, tức là Xà Già Đa và 16 người đệ tử, cũng lại cộng lại là một tăng đoàn 17 người. Và người 17 người này đi độ đời, nhưng mà khi đi đang đi đó, thì bước tới chừng 5 dặm thì gặp cái con quạ. Cái con quạ đen nó cứ bay trước mặt Xà Già Đa và nó đậu lại, nó gục đầu, nó nhìn ông, nó nói cái tiếng quạ, và ông chăm chỉ ngồi thiền định nói chuyện với nó. 16 đệ tử không biết gì hết, không biết con quạ nói gì và thầy của mình nói cái gì, mà không phải là một chút một giây mà 3 canh giờ liền lạc như vậy, con quạ nó bay đi quý vị. Và khi nó bay đi, nó bay về hướng tây, thì đáng lẽ Xà Già Đa này là dắt một cái tăng đoàn của mình đi về cái hướng đông, nhưng mà ông lại đi về hướng tây. Và khi đi một đoạn khoảng 10 dặm đến cái hướng tây đó, thì có một cái cây cổ thụ. Và cái cây cổ thụ đó đó, ông mới ngồi thiền định lại. 16 người đệ tử ngồi lại, ông mới giói cái tay, dùng thần thông kéo cái tay dài ra tới cái trán ba hổ quạ và lấy cái xác con quạ ra. Thì 16 người đệ tử mới tá quạ ra, thì ra con quạ này là hồi xác. À, thì Xà Già Đa người thầy nói đó là con quạ hồi xác. Và bây giờ nó đã chết rồi và nó giảng sanh rồi. Bây giờ tôi cùng các ông chú nguyện cho nó và thiêu cái xác nó. Rồi cuối cùng đó, Xà Già Đa mới kể lại cho tất cả các đệ tử nghe. Về 93 kiếp trở về trước, ta là một người con của tưởng giả giàu sang, nhưng mà ta ham xuất gia đi tu lắm. Nhưng mà cha mẹ ta bắt ta cưới vợ, vì lòng hiếu thảo ta cưới vợ xong có đứa con 6 tuổi, nhưng mà trong lòng trỗi dậy muốn tu giải thoát, nửa đêm ta trốn. Và trốn hai lớp cửa rồi qua lớp cửa thứ ba thì ta lại gặp đứa con trai 6 tuổi. Nó nói con biết cha trốn nội, trốn mẹ, trốn con đi tu, vậy thì cuộc đời con khổ. Thôi cha đi tu, con tự nhận con chết. Nó cầm cái dao sẵn, ông chụp cái dao, nó thâu cha ở nhà với con. Thì ở nhà đó thì ông mới kể rằng đó, từ cái đứa con mà cản ông đi tu, nó mất đi cái phước, nó phải đầu thai làm bàn sanh, làm thú vật,
chuyển lần tới cái kiếp thứ ba, nó là con quạ. Và ta tu lần lần đến cái kiếp 93, ta tu tinh tấn, ta mới chứng quả La Hán. Và khi ta chứng quả La Hán, con quạ này nó đáp trước mặt ta, ta biết nó có duyên, ta thiền định, ta biết nó là đứa con 93 kiếp. Cho nên ta dùng thần thông, ta giảng pháp cho nó nghe, và nó buông xả tất cả, và nó đã đắc đạo, nó giảng sạch về rồi. Đâu có gì thấy chưa? Như vậy thì con người mình gặp được Phật pháp không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà tất cả đều do sự sắp xếp, và chúng ta đã có nhân duyên với Phật pháp. Làm được người làm ai muôn thở, bởi khi xưa nó có nghiệp lành, phải không? Bây giờ nếu biết tu hành, tất sau sẽ được trở thành Phật tiên đó quý vị ạ. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lộng phép gia thân. Bây giờ là việc thoát trần, không tu thì chẳng có lần nào tu. Cho nên cái thân này là thân giả thật, nhưng mà cái thân giả này quý vị cúng lại cái phước nó không có giả. Cái thân này giả thiệt, mà quý vị đi làm từ thiện, đi làm đạo niệm Phật, cái công đức nó không có giả quý vị ơi, phải không? Cho nên cái thân này chúng ta biết giả, nhưng mà nó làm ra được cái thiện. Thử hỏi mình có nên làm không quý vị? Còn nếu cái thân này đó mà để cho nó đi đứng, nó ngủ nghỉ, nó ăn uống, nó tự do, nó quậy phá thì thôi, không còn gì để bàn quý vị. Sống trên đời này không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho đời, thì quý vị nghĩ nó như cái cục thịt mà nó biết di chuyển vậy á. Cục thịt này nó đi đông đi tây, đi nam đi bắc, tức là không làm lợi ích cho ai hết, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống này sống với chết không có gì khác hết. Chết cũng vậy mà sống cũng vậy, mà chết thà là chết sớm nó không bị đọa, mà sống chỗ đó nó bị đọa, phải không? Không đạo lý khác nào chuối hát, không lương thường nào khác heo tơ, chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thân. Và đức thầy chúng ta nói sao? Đời cũng lắm bao người giá áo, nương bả dinh nhiều hạng túi cơm, sống như cái giá bán áo, như cái túi đựng cơm, vậy có lợi ích gì đâu, phải không vậy? Cho nên cái cuộc sống này mình không lo tu, lo tranh giành, lo của cải vật chất, mà tôi nói càng tranh giành chừng nào thì càng khổ chừng ấy. Cũng như cái con phù du mà vô bóng đèn, cũng như cái con giả tràng mà nó xe cát rồi bị biển cuốn trôi hết trơn. Con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết tinh vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy màu phù du. Kể phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy giống xe cát, biển đông thường thấy tên giả tràng rất cũng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn thì các kia tan rã gì à. Mình ở thế gian này mình tạo nhiều như vậy đó, rồi cuối cùng cũng như cái con giả tràng vậy đó, nó dính cát lên lưng rồi nó xe xe, rồi nó xây thành, nó đắp lũy, mà nước lớn lên là tiêu hết trơn. Thầy nói cái này để chi? Để cho mình xác định qua tất cả vạn vật đều là vô thường, dù là nhà cửa xuất ra dạng tượng giàu có của cải đất ruộng đều bỏ hết trơn cái gì. Thương tiếc người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi của tiền rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn toàn giả tạm, mà ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời nó vẫn gầy sự nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, phải không gì, nắm không à, phải không? Vậy đó mà tối ngày còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao tâm cơ, bao nhiêu trí não cũng xử nó, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi giới, vì vậy con người không thoát dòng sanh tử được. Cho nên cái chỗ sanh tử luân hồi này là do chính mình đó à, phải không? Đức Phật ngày xưa cũng có Phật tánh như mình, mà Đức Phật cho biết là khi đắc đạo rồi đó, ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta. Như vậy thì Phật cũng như mình, mà tại sao Phật đó thì ngày nay ta đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển chân lành sùng bái, mà mình không ai lại hết trơn, vui gì? Mình làm có giống Phật không? Đâu có giống đâu. Bây giờ người ta phen khen Phật cũng là niết bàn, người ta chê Phật cũng là niết bàn, người ta chửi Phật cũng là niết bàn, phải không? Tại vì niết bàn là bất sanh bất diệt, Phật không có khởi không có sanh thì không có diệt, tâm của Phật là như như bất động. Còn mình khen khoái quá mà chê là không chịu à, mà chửi là giận thiệt đó nghe, chứ phải chơi mà quay chừng quánh lợi nữa đó. Đó cái cách tu của mình đó, mình nên xem lại. Cho nên huệ nó không phát mà nó phát quạo qua là coi chừng đó quý vị à, công đức của mình nó thiêu hết trơn đó quý vị. Tại sao vậy? Vì mình quá quan trọng cái xác thân này đi. Ai nói động tới mình không được, nói nhỏ cũng không được, mà nói lớn không được, mà chạm tay chạm chân thì lại càng khó chịu hơn, phải không? Cho nên thầy kêu chúng ta là sao? À, thầy xét lại khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gương trí huệ mà mọn dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đấu đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy dắt sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Nếu chúng ta hiểu cái lý vô ngã nhà Phật, tức là không có cái ta này, không chấp vào cái ta này, thì mình thấy mình thật hơn mọi người, đúng trong hàng ngũ của mọi người thì ai mình cũng kích được hết trơn quý vị. Còn nếu mà chúng ta đưa cái ta lên cao quá thì quay chừng cái tánh cống cao ngã mạn này nó hủy diệt đi cái công đức lúc tu tập của mình đó. Cho nên có một vị thiên tử
từ ở cung trời đâu xuất, dùng thần thông bay qua bên tỷ xá tỉnh xá Kỳ Hoàng và đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ xong rồi bạch Đức Thế Tôn, chắp tay bạch Đức Thế Tôn, trên cõi đời này có cái gì mà quý và nặng hơn đất không, và có cái gì mà cao hơn hư không không, và có cái gì mà nhanh hơn gió không, và có cái thứ nào mà nó mọc nhiều hơn cỏ không Đức Thế Tôn? Đức Phật nói gì ông ta sẽ nói. Có cái thứ nặng hơn đất, quý hơn đất là gì? Là cái giới đức. Tức là cái người giữ giới, đem cái tâm lành này ngăn ngừa tất cả các việc ác, dù là nhỏ dù là lớn gì, thì dầu cho đất nó có quý cỡ nào, nó có rộng cỡ nào, cũng không người bằng cái người tu giữ cái giới đức. Qua Chiên Đàn Đà La chưa phải là tôn phức, hương người có giới đức bay tất cả mười phương. Quyết định của người tu là giới lực, không nói tu lâu tu mau tu dài tu ngắn, ai giữ giới lực kích chừng nào trí tuệ phát khai, tâm dễ sanh định chừng đấy, người đó dễ đi vào cái con đường giải thoát, phải không? Bây giờ anh giảng đạo hay mà ra cầm điêu thú không ai tin đến đâu. Bây giờ giảng đạo có hay cách mấy mà ra quốc ly bia rồi là cũng như tiêu, phải không? Tam thế Phật pháp giới nghi căn bản, bản chi bất tu là đạo diễn hồ tai. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều lấy giới luật làm căn bản, mà giới luật không tu thì còn xa đạo lắm vậy. Giới minh như nhật nguyệt diễn tranh lạc châu, di trần bồ tát chúc mà do thị thành chứng giác. Giới của Phật sáng như mặt trăng mặt trời, như hạt châu anh lạc, bồ tát đông như di trần, mà nhờ giữ giới mới đặng thành bồ tát. Vì vậy thầy chúng ta dạy gìn giới cấp, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà nhớ từ bi, hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì trí. Vậy thì cái người mà giữ được cái giới đức rồi, cả cái tâm lành mình thì đem ra đó là mà so sánh, dù đất nó có quý cỡ nào nó cũng không bằng. Cái thứ hai nữa đó, có cái gì mà cao hơn hư không? Đức Phật nói cái tánh ngã mạn của chúng sanh nó cao hơn hư không. Mà thiệt quý vị ơi, ông nào bà nào mà chịu ngã mạn rồi cái đó là nói trên trời dưới đất gì nó cũng cao hơn được hết trơn. Cái tánh ngã mạn này ghê gớm lắm chứ phải chơi. Rồi có cái gì mà nó nhanh hơn gió? Đức Phật nói cái sự hồi tưởng của chúng sanh nó hay nhanh hơn gió. Gió kỹ sư người ta có thể biết là cấp 12, cấp 13, cấp 15, nhưng mà còn đo được nó còn chậm lắm. Cái sự hồi tưởng quay nhớ lại cái 500 năm liền, có lẽ nghĩ đâu quý vị à. Cho nên chính vì cái hồi tưởng này nè, chính vì cái tánh tốc cao ngã mạn này nè, mà tu hoài nó không tiến bộ. Và có cái gì mà nhiều hơn cỏ? Đức Phật nói cái tâm ham muốn thất tình lục dục của chúng sanh nó nhiều hơn cỏ gấp dạng lần. Nó ham muốn cỏ nó mọc dãy đầy vậy đó, nhưng mà nó không bằng cái sự ham muốn của chúng sanh quý vị à, phải không? Ghê gợn gì đó. Cho nên Đức Thầy nó tránh tư duy tư tưởng chân chánh. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục, cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng, cái tư tưởng đã rù quấn tâm trí, mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy không thể nào thoát ly ra được. Cái danh lợi nè, cảm tình, quy quyền, phú quý, ba cái thứ này thôi mà nó gom lại, nó sanh ra cả ngàn thứ ham trên thế gian mà nó đắm chìm cho chúng sanh đi vào con đường ta. Thị dục, thị là gì? Thị là thèm, mà dục là ham muốn. Cái sự thèm khát và ham muốn nó quá độ vượt những cái bức bình thường, rồi bị rù quến. Rù là cái bả cũng như cái miếng mồi, mà quến tức là rủ ren dụ dỗ. Đó, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý này thôi mình thèm khát, mình bị nó dụ dỗ, nó cuốn lăn, nó dẫn mình đi hoài, mình đâu có biết cái con đường chánh đâu đi quý vị, phải không? Đó, cho nên Đức Phật trả lời với vị thiên tử xong, vị thiên tử vô cùng bái phục, bái phục và xá Đức Phật, con xin lãnh giáo phụng hành. Đó quý vị thấy chưa? Cho nên chúng ta tu làm sao đó là chúng ta phải có giới đức. Cái thứ hai là chúng ta phải diệt trừ cái tánh ngã mạn của mình, những là cái tánh cấu cao ngã mạn này nó sanh ra làm lỗ đủ thứ, bất kính đối với người khác, và cái ngã nó tăng trưởng. Làm sao chúng ta cái sự hồi tưởng này đừng cho nó xây dòng, mà chúng ta phải nhớ ngay trong cái lúc hiện tại, lúc này mình làm cái gì? Niệm Phật, cúng lại, ăn chay, tránh tư duy một cái thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy ai tớ cũng tưởng điều chung tránh mới màu, việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác, nhớ cầu lực tự chắc ăn, phải không? Cho nên chúng ta quan trọng nhất là trong cái đời hạn quan mạt pháp này, cái thời gian bây giờ nó đâu quá dài để cho mình tu, đúng gì à? Không phải nó còn dài, còn dài, còn dài mà nó kéo hoài, để cho bữa nay mình tu yếu rồi mơ mình tu mạnh, bữa nay mình tu mạnh mơ tu yếu, mà coi chừng tối đêm nay ngủ cái là nó làm cái phình là không còn tu được, phải không? Nếu để chờ sấm nổ gian thinh là em bắt ánh ăn năn đã muộn. Thầy dạy chúng ta phải ráng tu để mà chết, phải không? Bây giờ phải ráng tu đi, tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Cái việc gì cần tu chúng ta tu liền, nhất là tu khẩu, tu thân, tu ý, phải không? Cho nên quý vị biết đó, Phật nói rằng đó, nghĩa là cái người mà tiến được thân người
thì rất khó, mà mất thân người thì rất dễ, mà vào địa ngục thì rất dễ nhưng lại khó ra. Quý vị thấy chưa? Mình có cái thân người mình không tu, mất thân người dễ ở thà, mà mất thân người rồi vào địa ngục thì dễ nhưng mà ra địa ngục là khó lắm quý vị ơi. Tôi hỏi quý vị đó, mình tạo quá đầy đủ cái nghiệp nó nhiều quá, chết rồi vô địa ngục, lúc đó mình muốn ra làm sao mình ra được quý vị? Cho nên quan trọng nhất cái giai đoạn này nè, cái thân này còn mạnh nè, còn tỉnh táo nè, còn đi nè, còn đứng được nè, còn làm từ thiện, còn cúng lại được, còn ngồi niệm Phật. Chúng ta ráng tập làm sao xem coi lại mình, mỗi lời nói của mình, mỗi hành động của mình, mỗi cái suy nghĩ của mình. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói đó, nếu cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động mà cái người không có học đạo pháp, không làm chủ được mình, kiểu gì cũng sanh ra tội luôn. Nói thiệt, cái người không học đạo pháp là kiểu nào cũng sanh ra tội. Tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của ông Sumokha. Cái ông Sumokha này đó là ổng con của một người giàu. Mà quý vị nghĩ cái đời này nó lạ nha. Khi mà sanh ra rồi đó thì hồi nhỏ bú sữa cũng không chịu nữa. Mà bận áo đó thì lớn lên tới 2 tuổi cũng đút áo. Ông dùng ở trần ở tuồng không à. Mà thả lên nằm trên giường thì ông dậy khóc hoài, mà để nằm dưới đất thì ông đinh thinh. Mà cơm không ăn, sữa không uống, mà tất cả ăn cái gì quý vị biết không? Ăn toàn là phẩm thôi. Nó tự đi ra rồi nó tự ăn, nó tự đi ra tự ăn. Hai vợ chồng nó sanh nhầm con này, nó quỷ với người ta gì, bỏ nó lên rừng luôn. Đó, đem lên rừng bỏ, mà bỏ ngay trong cái ruộng rừng, chúng nhầm mấy cái ông mà tu mà lõ thể ngoại đạo đó, người ta tu hàng mấy trăm người, hàng cả ngàn người vậy đó. Đó, rồi ông đi lăn lóc ở đó đó, bằng ngày ông cũng đi theo, rồi lớn lên cũng tập tu, mà ông đâu có ăn, người ta còn ăn còn tối đó, ông lợi mấy cái hầm công cộng của người ta đi ra, ông ăn hết trơn, ăn hết trơn. Đó, cho nên quý vị thấy, cái lần lần cái người ta tu, thời gian trải qua tới 50 năm rồi, cái ở làng xóm người ta nói, cái ông này chắc thần linh gì quá, sao mà mấy trăm người ai cũng ăn mà không thấy ông ăn, mà ông sống được, mà ông tu được gì hay vậy? Đó, cho nên ta nghĩ ông thần, cái ta lợi ta cúng. Mà quý vị biết đâu, đem cơm, trái cây, những cái thực vật ngon cũng không đâu có ăn đâu. Ông lấy cái cọng cỏ, ông chấm vô, nếm miếng, ông nói ta nếm miếng lấy gì để lấy cái lòng của các ngươi thôi, chứ ta không ăn. Cái mấy người kia cũng vừa, ta nói, càng ở ông này ông còn linh dữ nữa, không cần ăn lấy cái lòng thôi. Nhưng mà thật sự cái thực phẩm của ông chỉ là phẩm dơ thôi quý vị. Thì tu tới 59 năm rồi, Đức Phật ngồi tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật biết cái nhân duyên của ông Sumokha này đã mãn, cho nên Đức Phật mới thị hiện. Thị hiện lại là một vị sa môn và đi ngay là cái động của Sumokha, nói tối nay ông cho tôi ngủ nhờ được không? Ông nói không, tôi không cho ai ngủ nhờ, tao không biết ông ăn thật dơ, ông đâu có cho mà sa môn gần. Thì Đức Phật quyết làm độ, nói thôi bây giờ ông không cho tôi ngồi gần ông, thì bây giờ ông cho tôi ngồi đối diện cái động được không? Nói, ờ vậy thì được, cho bây giờ cho ở chung thì không ở. Quý vị biết không, Đức Phật ngồi đối diện cái động của ông đó, tối Đức Phật dùng thần thông tỏ ra cái ánh hào quang sáng rực cái động bên trên. Ông Sumokha này ông hết hồn, ông nói ông này là cái bậc gì mà tu chứng đắc cái gì mà sao hào quang sáng rực đi. Cho nên ông rình, ông mò, ông bò, ông coi không cái gì, cái ông quên cái thời thực phẩm, ăn cái đồ dơ của ông đi, cái ông quên được thời. Tới sáng lại cái ông này bạch vị sa môn, ngày tu cái pháp gì, ngày chứng đắc cái gì mà tại sao á mà hào quang nó sáng rực, tôi nhìn chói cả con mắt cả đêm, tôi quên ăn quên ngủ luôn. Đức Phật nói cái chuyện đó từ từ ta nói cho ông biết. Bây giờ ta nói cái tiền kiếp của ông nè. Ông biết có biết tại sao mà từ nhỏ tới lớn ông không được mặc áo và ông nằm dưới đất mà ông ăn toàn là phẩm dơ không không? Trời ơi, Sumokha ông này hết hồn rồi. Ông nói dạ ngài, con không biết mà sao ngài biết? Cái chuyện này chỉ có mình con biết thôi. Nói ta đã chứng đắc đạo quả rồi, tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông ta có, quá khứ hiện tại hiện lai ta biết hết trơn, cho nên ta nhìn ta biết. Cái nói vậy nhờ ngài kể lại tôi nghe. Cho nên Đức Phật mới ôn tồn kể lại cho Sumokha nghe đó, là cái tiền kiếp của ông là một trụ trì ở chùa. Trụ trì ở chùa, mà khi có một vị khách sang đó, người ta đến chùa người ta ở tá túc, nhưng lại gặp một vị thiền sư đi đến tá túc. Thì khi vị thiền sư đi đến tá túc, dáng điệu trang nghiêm, cái người khách sang này người ta nghĩ là cái người tu quá, quá hết sức là cái hạnh đềm đạm và nó cao, cho nên ông mua cái giường cho cái vị thiền sư này ngủ. Cái ông trụ trì này ông ghen tức, ông nổi cái lòng ghen lên. Ông nói đó, ông mà xứng đáng nằm cái giường này sao? Ông lấy cái giường ông dục, ông nằm dưới đất á, chứ ông đừng có nằm trên giường. Đó, cái thấy vậy cái vị khách quý này người ta mua cho ông bộ đồ mới. Cái ông ra ông lấy bộ đồ mới ông dục,
Ông nói ông đâu có xứng đáng mặc bộ đồ mới này, ông ở trần ở chuồng đi. Thấy vậy người ta đem sơn hào hải vị ra, ta đãi vị thiền sư, ông bưng cơm cũng dẹp. Ông nói ông không xứng đáng ăn cái cơm này mà ông phải ăn khẩn á. Cho nên ba lời nói của ông bây giờ nó đã thực hiện. Trải qua nhiều kiếp ông sanh ra làm Sumoka, ông giật quần áo của người ta, bây giờ ông chỉ ở trần ở chuồng thôi. Ông dẹp cái giường của người ta, ông chỉ nằm dưới đất thôi. Ông kêu người ta ăn khẩn là ông suốt cuộc đời ăn khẩn. Bữa nay ông hết nghiệp rồi. Đức Phật nói xong và thuyết pháp cho ông nghe, ông liền chứng quả là A-la-hán. Đó quý vị thấy chưa? Như vậy thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng nó mỗi người chúng ta, ông Sumoka cái nghiệp ông vậy đó. Nhưng mà ông tu không còn đắc đạo được. Tôi nghĩ tôi với quý vị tu cũng lẽ không đắc đạo đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ mình xem lại mình coi mình tu sao để đắc đạo nè, phải không? Mình có tu giống như Phật chưa? Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta làm theo cách đấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lành, phải không? Cho nên sống ở thế gian này mình cứ cung phụng xác thân, mình tạo nghiệp hoài. Ở đời người ta hay lấy xác thân mình làm gốc hay quý trọng săn sóc nó, ấy cũng do lượng căn mà ra. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho tâm trí càng ngày càng mờ ám muôn đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng thầy nói có sai không? Những người giàu sang phú quý niệm ấm chân lên lầu cao đó, người ta đâu nghĩ tới cái chuyện tu hành là điều gì, hoặc nghĩ đi chăng gặp đạo ta cũng gặp đạo trong cái lớp lớp thôi, phải không? Cho nên thầy dạy nó thế hay xa lắm những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ hết đài cát xa qua thân mình tự chủ, tìm chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, thì linh hồn nhập đi qua và siêu sanh và khỏi niết bàn. Đâu có gì thấy chưa? Cho nên ở trên đời này ai cũng phải lo thân, nhưng mà mình lo cái kiểu nào cho nó đúng với đạo lý, lo cái kiểu nào cho nó được an lạc, lo kiểu nào cho nó sanh ra phước mà thầy dạy giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Thầy dạy vuông tròn mà mình tu thì nó méo xẹo thằng xiêm thì sao đắc đạo được, phải không quý vị? Đó là cho nên đó, con người thường hay có ý định làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi thầy chê rồi quý vị. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác, thân thể lạc lưu của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời người này rồi đến người khác rồi người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Vậy mà họ vẫn cuốn phù tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. Bây giờ cái người nào mà đua chen để vật chất của cải là người đó đi theo cái tiểu ti eo hẹp đó quý vị. Họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. Nếu ta lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ thì sẽ thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết buồn hết khổ, và khi ta dùng sự chánh định dẹp hết các sự phiền não đầu buồn, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Đó quý vị thấy không? Tu giải thoát nó dễ ở cả, nhưng mà tu không muốn giải thoát nó cũng khó đó quý vị ơi. Tu ở đây là hạ thủ công phu, mình tu cho mình. Đó, có trường trai rồi phải nghe lời đức thầy chỉ dạy, cúng lại hai thời, tăng lên ba thời, ngồi niệm Phật, rảnh rỗi thì chúng ta đi làm thêm từ thiện. Đó là cái công việc của người tu mà hàng ngày. Tại vì người cư sĩ tại gia cũng có công việc, công ăn việc làm, nhưng chúng ta phải nhấn công ăn việc làm ra để chúng ta đi làm từ thiện mới được. Chứ nhiều khi có nhiều người nói thôi tôi bận lưu bu quá trời, đâu có đi tu được, đâu có đi cầu nguyện như mấy anh được. Như vậy là mình sai lầm trên bước đường tu quý vị. Mình tu làm sao tự mình phải trích, phải mót thời gian để mình tu. Chớ khuyên niệm Phật thì than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn bắt việc cũng đi. Bây giờ nói tới tu mình không có xíu được, mà tới quỷ sứ tới mình hỏi hẹn được không? Tôi nói quý vị nghe đó, ngủ hay là nằm đó là hát bạch vô thường nó tới nó thăm hoài. Tại sao vậy? Vì cái người này ác quá mà, cho nên nó tới nó thăm coi mãn phước chưa, đừng nó rút cái thẻ đỏ cái nó cho đi à. Chốn âm ti thì ngu đầu mã diện, trang trong ngày tới số bắt hồn, tỏi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước là ra tay để hỏng, phải không? Cho nên quan trọng nhất là trong cái giai đoạn này chúng ta ráng tu quý vị ơi. Cái thân này là vô thường, là biến ảo, nay còn mai mất, nay giàu mai nghèo. Thấy tử sĩ đạt ta khi dạo qua bốn cửa thành là ngày xuất gia tầm đạo rồi. Còn mình bây giờ thôi tùm lum hết trơn, đi cầu nguyện không biết bao nhiêu đám mà không có ngán, phải không? Thầy dạy mình vàng thái tử ngô còn bỏ, giấc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó ở người mau lập chiến mà tu hành khá giới vĩnh châu nguyên. Muốn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chứ tu tiền lợi danh, chết nhóm như luồng gió, thấy đó rồi đâu nổi mất liền, phải không? Cho nên thầy dạy chúng ta nè, vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng người hiểu đạo
biết rõ cái thân của mình, tạm mượn trong một thời gian để học hỏi, tạm mượn nha, chứ không phải mượn hoài, một thời gian thôi để học hỏi, nên lo vừa chừng, chẳng có kỹ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời. Tức là vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, mình vừa làm ăn đủ ăn, mình giúp cho đời cũng có ăn như mình. Mình vừa biết tu, mình giúp ích cho đời cũng biết tu như mình. Thì chỗ này thầy thọ ký chừng bỏ xác ta có cái khác. Mà bỏ xác có cái khác đắc đạo rồi, không phải cái thân tứ đại đất nước có lửa nữa, mà cái thân kim trang, cái thân bằng vàng, 32 tướng hảo, 80 nét đẹp, phải không? Đó là kim thân thị hiện mà dứt trừ tử sanh. Còn nếu không tu, bo bo giữ nó bằng lối kỹ mê lầm, kiếp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới. Sanh ra muôn ngàn kinh hải, rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà, con vợ mà không làm sao sống được. Lúc đó kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi, nghiến răng, răng lộn giật mình, kêu than thảm thiết, thử hỏi khổ sở biết vừa nào, cũng đổi thân nữa, mà phải chuyển lưng trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dạy dột. Vậy thì dạy thầy dạy giảm này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở chủ tu du tròn, cố gắng làm theo lời Đức Thầy chỉ lại, ăn chay, niệm Phật làm lành, ấy là phương pháp giảm thanh như này. Phật tu đắc đạo thì ta cũng tu đắc đạo như Phật vậy. Phật thành được, chúng sanh thành được. Phật với phàm chỉ một bổn lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai thì cũng như ai đủ hồn vậy đó quý vị à. Phải không? Đỏ phàm nhờ đi, đỏ phàm thì quen đối tục, nhưng mà siêu phàm là nhờ đi ngược đường duyên. Chúng ta phải đi ngược lại. Đức Phật với hai hạng người, hạng người thứ nhất là đi theo dòng đời, tức là ai sau mình dạy cứ ăn cứ mặc cứ ngủ cứ nghỉ cứ chết lết tu hồn. Hạng người đi ngược lại dòng đời, biết đời khổ chết là bị đỏ, cho nên giác ngộ tu hành, cho nên chúng ta phải đi vào cái hạng người thứ hai chúng ta mới sống được, phải không quý vị? Còn nếu không là cuộc đời này chỉ khổ khổ. Ráng tu đi quý vị ơi, bây giờ đó chúng ta đi cầu nguyện hàng ngày thấy vậy đó, nhưng mà thầy khen nay ngu khờ len lỏi hư tu, sau đắc đạo là tiến đồ bổ nguyện. Bây giờ lo đi cầu nguyện không có lo làm giàu, ai nói cái gì nói nặng nói nhẹ nói hơn nói thua nói cao nói thấp, thấy người tầm thường vậy đó. Nhưng mà thầy nói ta bây giờ tu niệm tầm thường, nhưng mà sau danh thể xạ hương khắp chốn, phải không? Sau này đến kỳ long hoa khai mở, thánh chúa ra đời, tiên phật cáo ta bà, lúc đó mình mới thấy cái sự vinh diệu của cái công phu tu tập của mình nhiều năm, cái công đức sâu dày mà bây giờ mình mới được hưởng, phải không? Phương Nam thì rạng ngọc tới lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lầm trung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng, chào người chân tu. Đây là chân tu của trời, phải không? Hay là bao la cảnh Phật cõi tiên, tổng mai liễu cốt khủng nhiên phe màu, ngũ dân năm sắc năm màu, kiều quy nọ cũng lao sao lưu mừng, giang dày sánh nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ, vui mừng cha con bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiện mặt hết còn thở than thôi, còn than thở gì nữa. Đắc đạo rồi, gặp Phật gặp thầy rồi, nhưng mà bây giờ phải hạ thủ công phu nha, phải không? Chứ đừng có ghiền có nhiễm nữa, thầy chê rồi, thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tụ, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa dân, muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần. Bây giờ phải chịu cực khổ tu hành mới được, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả thế này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, trì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xuất hiện, gắn chí trong năm bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần giảng kiếp là kiến bồng lai, phải không? Đó quý vị thấy không, chúng nên chúng ta cố gắng tu quý vị ơi, thời kỳ nó sắp đến rồi, thiên cơ thì biến đổi cam qua, khắp trong thế giới còn đâu ba phần, mau mau kiếp kiếp chiên cần, chúng sanh còn có lạc thân hậu này, cơ hội cuối cùng và thời kỳ sắp tới rồi, phải không? Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cũng cho, còn ai mà ta dạy chẳng dình thì sao, đừng trách nó tình yêu luôn. Kính thưa quý vị, chúng ngôn cho biết 5 phút 8 giờ thì giờ này các cũng vừa hết. Thì bữa nay bảy siêu nhiều duyên với quý vị, nó có đề tài coi như nói linh tinh, thế là mong quý vị quan hỷ. Thì trước khi kết thúc nhân viên trao đổi Phật pháp để nhường lại cho các đàn anh của ông sư ở phía sau, thì nguyện hồi hướng cái công đức trao đổi Phật pháp cho chủ quyền thất tổ và dân linh người qua giảng, và bảy siêu cầu chúc cho tất cả tất pháp giới chúng sanh giác ngộ tu hành, đồng đạo chúng ta là tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật pháp, đã thành sở nguyện của mình. Nam mô A Di Đà Phật.